Lê Thanh Ly chỉ trích Thanh Lam và Tùng Dương, nguyên nhân lại từ Hồ Quỳnh Hương. Sau hàng loạt ồn ào thời gian qua, tối ngày 10 tháng 5, Lê Thanh Ly bất ngờ ra mắt MV Không Quan Tâm, đánh dấu sự trở lại với hoạt động ca hát sau nhiều năm vắng bóng. Được biết ca khúc này Lê Thanh Ly đã ra mắt cách đây nhiều năm. MV này ra mắt chỉ nhằm mục đích chiều lòng các khán giả hâm mộ. Người bạn thân của Lê Thanh Ly là nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cũng đã lên tiếng ủng hộ sản phẩm của đồng nghiệp. Chia sẻ trên fanpage, Hồ Quỳnh Hương cho biết, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Dương Khắc Linh mà trước đây Hồ Quỳnh Hương cũng từng thể hiện ca khúc Không Quan Tâm. Cứ tiếp tục ra mắt những sản phẩm âm nhạc chất lượng nha, chị luôn ủng hộ em. Không lâu sau đó, Lê Thanh Ly đã chia sẻ lại bài đăng của Hồ Quỳnh Hương kèm dòng trạng thái. Em ra bài này một phần cũng vì chị. Một ca khúc hay mà bị hai con thiểu não nó dìm không ra gì, đi ra với chả đi vô, mặt hạ. Lê Thanh Ly đã để lại khá nhiều bình luận liên quan đến mâu thuẫn giữa Hồ Quỳnh Hương với Thanh Lam và Tùng Dương tại chương trình Nhân Tố Bí Ẩn mùa đầu tiên. Chia sẻ của Lê Thanh Ly một lần nữa khiến nhiều người dậy sóng khi nam ca sĩ chuyển hướng chỉ trích sang các đối tượng khác. Mặc dù đã quậy được một khoảng thời gian khá lâu, thế nhưng Lê Thanh Ly dường như vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi mà khả năng cao sẽ tiếp tục đại náo showbiz trong thời gian tới. Tuy nhiên ca khúc này có vẻ không nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng như những livestream bóc phốt của anh. Bằng chứng là gần một ngày lên sóng MV chỉ đạt hơn 200.000 lượt xem. Trong khi đó, một ngày trước khi MV được công bố, Lê Thanh Ly cũng đăng tải đoạn clip hậu trường ghi lại cảnh anh nghỉ ngơi ăn uống trong thời gian chờ đợi ghi hình. Chỉ sau 12 tiếng đăng tải, đoạn clip này đã nhận được đông đảo sự quan tâm của khán giả. Bằng chứng là đoạn clip này đã vượt 2 triệu lượt xem dù chỉ quay cảnh Lê Thanh Ly tiết lộ mình đang rất mệt vì đi quay MV và anh chỉ có thể ăn 3 chiếc pizza vì đang ăn kiêng. Thế mới thấy MV ca nhạc được đầu tư bài bản lại, không nhận được sự chú ý như những clip thường ngày của Lê Thanh Ly. Những ngày qua, Lê Thanh Ly thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả bởi những màn khẩu chiến trên mạng xã hội. Tên tuổi của Lê Thanh Ly được nhiều người biết đến qua các livestream chửi bới, kiện tụng, bóc phốt với hàng loạt sao Việt như Ngọc Trinh, Cao Thái Sơn và Xuân Lan. Thậm chí nhiều người còn quên mất Lê Thanh Ly là ca sĩ. Trong MV Không Quan Tâm, Lê Thanh Ly gây ấn tượng bởi màn tự tin khoe body với thần thái, đúng chuẩn siêu mẫu và giọng hát trầm ấm đặc trưng. Cư dân mạng cho rằng màn comeback này nhằm mục đích dọn đường cho sự trở lại showbiz của Lê Thanh Ly trong thời gian sắp tới.